Charging started. Alex Brown đã sở hữu một chiếc xe điện trong suốt 10 năm qua và là thành viên của câu lạc bộ xe điện. Niềm đam mê với xe điện của anh xuất phát từ mong muốn chống biến đổi khí hậu. Tôi dường như được giác ngộ khi có đứa con đầu lòng và rồi sau khi mua căn nhà này và tôi bắt đầu nghĩ về tương lai của con mình và tôi thực sự cảm thấy bất an. Mới đây, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã công bố ý định nâng cao tiêu chuẩn khí thải ở Mỹ đối với ô tô và xe tải, với mục tiêu cải thiện chất lượng không khí trên toàn quốc. Chính quyền Biden tuyên bố các đề xuất sẽ giúp cắt giảm được gần 10 tỷ tấn khí thải CO2, tương đương hơn 2 lần tổng lượng khí thải CO2 của Hoa Kỳ vào năm 2022. Tôi nghĩ đây là một bước đi đúng hướng. Theo tôi, sẽ thực sự đáng xấu hổ nếu chúng ta không làm thêm nữa. EPA dự đoán rằng xe điện có thể chiếm 67% doanh số bán xe hạng nhẹ mới ở Hoa Kỳ vào năm 2032. Hiện tại, con số này ở mức khoảng 7%. It's ambitious. Đây là một mục tiêu tham vọng, nhưng chúng ta cần những bước đi táo bạo đầy tham vọng này để giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu. Tại các nước EU cũng như Trung Quốc, doanh số bán xe điện chiếm hơn 20% doanh số bán ô tô, theo công ty nghiên cứu Counterpoint và Ủy ban châu Âu. Đây là một xu hướng toàn cầu diễn ra ở khắp mọi nơi, tại tất cả các quốc gia. Nó không chỉ diễn ra ở Hoa Kỳ, nếu bạn đi ngược sóng, những người khác sẽ hưởng lợi. Chính quyền Biden khẳng định, người Mỹ sẽ tiết kiệm được hơn 1.000 tỷ đô la chi phí nhiên liệu nếu đề xuất này được thông qua. Dù sự lạc quan là có, nhưng vẫn còn những lo ngại mơ hồ. Có một số điều không chắc chắn về cách ngành công nghiệp sẽ phản ứng. Người tiêu dùng có muốn mua những chiếc xe này không? Giá có giảm đủ không? Các khoáng chất sử dụng cho pin xe điện có sẵn không? Các trạm sạc có được xây dựng với số lượng đủ hay không? Các chuyên gia cũng cho rằng ngành công nghiệp ô tô phải thích ứng với những thay đổi mới và chuyển dịch lao động. Một mối quan tâm khác, hơn 60% điện năng của Hoa Kỳ vẫn được lấy từ nhiên liệu hóa thạch. Bạn sẽ cần đảm bảo nguồn cung điện có giá cả phải chăng, nhưng bản thân nó cũng không tạo ra những vấn đề lớn hơn cho môi trường, thứ mà toàn bộ quá trình chuyển đổi này đang cố gắng giải quyết. Vì vậy, bạn thực sự cần phải chuyển việc sản xuất điện sang năng lượng tái tạo. Các nguồn năng lượng tái tạo đang phát triển ở Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, sản lượng điện từ các nguồn năng lượng này vượt trên than đá. Brown tin rằng chỉ có một hướng đi duy nhất, đó là đặt cược vào EV. Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta sẽ nhìn lại những chiếc xe chạy bằng xăng cũ này và nói, chà, nó bốc mùi quá. Làm thế nào mà mọi người đối phó với tất cả sự ô nhiễm không khí hồi đó nhỉ? Các tiêu chuẩn phát thải khí nhà kính của EPA mới được đề xuất phải trải qua một phiên điều trần công khai trước khi được thông qua. Phiên điều trần trực tuyến sẽ diễn ra vào ngày 2 và 3 tháng 5.